Nấu cơm cho em, đói quá. Em nấu xong rồi, để em đi dọn. Lại cái món này nữa. Em không nấu được món nào khác à? Sao món này mặn thế? Này, lên gom quần áo về nhà ngoại vậy không? Nhá. Con trai, đi vô giặt đồ cho mẹ. Không giặt đâu. Anh không giặt, không lẽ anh bắt tôi giặt sao? Con đi đâu đó? Con cho quần áo vào máy giặt. Không được, quần áo phải giặt bằng tay. Con Mai đều giặt đồ cho con bằng tay hết đó. Nè, còn một đống chén bát đằng sau chưa rửa đó. Đi ra rửa cho mẹ đi. Ôi mẹ. Đi. Nhìn là biết không dọn ly xuống rồi. Ba cái ly dơ lắm đó. Rửa cho sạch đó nghe chưa. Có con Mai ở nhà là nó rửa sạch sẽ hết đó. Tự nhiên rửa. Trời ơi, sao bếp dơ quá vậy nè. Con trai, không biết rồi. Có con Mai ở nhà. Thôi, được biết con Mai rồi. Ai, đi đâu đó? Toilet dơ quá rồi, đi vào trong chùi cho mẹ. Cả tháng nay mẹ thấy hôi lắm rồi. Đi. Này, đứng lên đi lau dọn nhà cửa cho mẹ đi. Con xin mẹ đấy, mẹ cho con nghỉ một tí đi. Nhà cửa dơ quá trời nè, nghỉ cái gì? Cho con ngồi nghỉ, con chơi game tí. Anh làm chồng làm bố lớn đầu rồi mà còn chơi game nữa sao? Làm bố làm chồng thì không được chơi game, giải trí thôi mà mẹ. Anh mới làm có ngày 1, ngày 2 à. Nó đã than mệt mỏi rồi. Rồi con Mai thì sao? Nó làm từng tháng này qua tháng nọ, nó có than với ai đâu. Ngày anh không có gì, nó vẫn chấp nhận lấy anh về cái căn nhà này. Nó chấp nhận đau khổ, nó hy sinh với cái gia đình này, anh biết không? Rồi anh hứa với người ta sao? Anh lo cho người ta hạnh phúc, anh bù đắp cho người ta khỏi khổ sở, anh chăm sóc cho người ta đàng hoàng. Thì bây giờ sao nè? Anh đi thực hiện lời hứa của anh đi. Con biết sai rồi. Mai. Chồng. Anh xin lỗi. Lúc đầu khi cưới em, anh đã hứa anh phải đối xử với em thật tốt. Vậy mà anh chẳng làm được gì cả. Anh chỉ làm em chịu ấm ức thôi. Nhưng mà anh hứa, từ nay sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa đâu. Em tha lỗi cho anh nhé. Đây là hoa mẹ em thích.